Chắc hẳn chúng ta đang rất tò mò về những gì mình sẽ cùng nhau trải qua trong thời gian sắp tới đúng không nào? Và ngay bây giờ cô sẽ bật mí ngay thôi. Chương trình học của chúng ta bao gồm 30 bài học tương ứng với 30 chủ đề phổ biến nhất trong anh văn giao tiếp hiện nay. Trên dưới 1.000 từ vựng cần và đủ và hơn 100 mẫu câu bắt nguồn cho mọi câu hỏi đáp thông dụng. Trong mỗi bài học, chúng ta sẽ được chia thành 3 nội dung tương ứng với 3 buổi học khác nhau. Buổi đầu tiên, chúng ta sẽ cùng nhau học về vocabulary với phương pháp 3Ls. Chữ L thứ nhất đó chính là liên tục. Nói và hành động liên tục. Như chúng ta đã biết, khi mình nói và hành động liên tục sẽ nâng cao bộ vi xử lý của não và phản xạ một cách nhanh chóng hơn. Chữ L thứ hai đó chính là liên tưởng. Mỗi từ vựng sẽ được liên tưởng bằng một hành động. Như vậy sẽ khiến chúng ta nhớ nhanh và nhớ nhiều trong một khoảng thời gian ngắn. Đặc biệt là trong chương trình học của mình có thể nhớ được 30 từ chỉ trong vòng 30 phút. Thật là tuyệt vời đúng không nào? Và chữ L cuối cùng ở đây đó chính là liên kết. Vậy liên kết là gì? Những từ vựng sẽ được sâu chuỗi với nhau theo một trình tự nhất định. Như vậy sẽ khiến cho chúng ta nhớ được theo cụm và theo một trình tự logic. Buổi học thứ hai để xem chúng ta sẽ học về gì đây? À, ở buổi học này mình sẽ cùng nhau tìm hiểu về mẫu câu Partons. Từ 100% câu nói thực tế sẽ được nâng lên thành cấu trúc. Chính vì vậy chúng ta có thể dễ dàng áp dụng cho mọi sự thay đổi. Hơn thế nữa, cô sẽ chia sẻ cho các em những phương pháp và cách thức để xây dựng nên câu trả lời cho từng loại câu hỏi khác nhau, khiến chúng ta có thể tự tin 100% trong tiếng Anh giao tiếp. Đặc biệt hơn nữa là phương pháp gắn nickname. Những mẫu câu sẽ được gắn liền với một chủ đề, một câu chuyện, một tình huống hoặc là một nickname giúp kích thích tư duy và tăng khả năng ghi nhớ. Một ngày nữa lại tới, lần này trong buổi học đặc biệt chúng ta sẽ học với giáo viên người bản xứ, đó là thầy Nathan và Sam, với phương pháp học được đánh giá rất cao. Đó chính là phương pháp Deep Learning. Vậy Deep Learning là gì? Hãy cùng Nathan và Sam tìm hiểu nhé. Chọn như người bản xứ. The key to ECE's communication course is Deep Learning. Deep Learning is achieved by giving something your total and complete focus while learning and through repeating things many times. Repetition is the mother of skill. If you want to be very skillful at something, you must repeat it again and again until it becomes natural for you. Deep learning is totally different from the traditional way of teaching and learning English in Vietnam. With traditional methods, you often move quite fast through lessons, right? You're pushed from lesson to lesson, learning more and more with the goal of finishing the textbook by a deadline rather than actually learning the language. We think that's crazy. The worst part is that after they test you in school, you forget it all because you didn't learn it deeply. It's time to change the way you learn. Slow down and learn deeply. What is deep learning? In ECE's communication course, there are 30 lessons. And in each lesson, we're going to go through one really short dialogue or monologue using real, everyday English that you must learn and repeat at least 10 times every single day to make sure that you understand it deeply. We will read each short dialogue or monologue twice. The first time, nice and slow. The second time, a little bit faster, like you would hear native speaking. Then, we will explain some of the vocabulary. To check your understanding everything, we will then ask you some questions that you'll need to answer. The most interesting part, you will have a chance to speak with us by reading part of the dialogue. We will go through these twice too. The first time, slowly, and then a little bit faster. Of course, you'll find some words difficult to pronounce, so before the end of each lesson, we'll help you correct them. After the lesson, you must record the dialogue or monologue yourself, and then we here at ECE will help you to check it. Now, you should have an idea of just how deeply we will deal with each lesson. Và không để các em đợi lâu hơn nữa, sau đây chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu về cách học cũng như là những quy tắc chung của cô Jenny. Đến giờ phút khi
khi các em đang xem video này, chắc hẳn là mình đang có lịch trình trong tay rồi đúng không nào? Vậy thì đã có ai biết cách sử dụng lịch trình chưa? Ok, nếu như mà các em chưa biết thì cô sẽ hướng dẫn cho các em ngay thôi. Chúng ta có hai cách để sử dụng lịch trình: in ra hoặc là đặt ngay trên màn hình desktop để tiện theo dõi. Lịch trình của chúng ta được thiết kế một cách logic và theo trình tự các bài học. Vì vậy, các em có thể đánh dấu tick note vào sau mỗi bài học mà mình đã học xong. Cô muốn các em ghi nhớ một điều là hãy tôn trọng việc học của chính bản thân mình. Vì vậy, tuyệt đối không bỏ bài và không nhảy bài các em nhé. Và bây giờ, cô muốn nói đến quy tắc 3S của ECE. Ở đây thì các em đều muốn giỏi tiếng Anh đúng không nào? Như vậy thì mình có muốn nói tiếng Anh một cách lưu loát và thông thạo hay không? À, nếu như câu trả lời là có thì chúng ta hãy tuân thủ theo quy tắc 3S của ECE nhé. Vậy thì chúng ta có nói tiếng Anh một cách lưu loát và thông thạo là fluently. Đó cũng chính là kết quả mà mình đang hướng tới. Vậy thì ba chữ F đó là gì? Chữ F thứ nhất là focus, tập trung. Trong quá trình học yêu cầu các em tập trung. No Facebook, no game and no chatting. Chữ F thứ hai đó chính là follow. Hiển nhiên thì tình yêu không thể đến từ một phía đúng không nào? Chính vì vậy, mình không thể nào mà tiến bộ được nếu như không có sự cố gắng từ cả hai. Cô sẽ là người truyền đạt kiến thức và các em sẽ là người tiếp nhận nó. Điển hình là phần vocabulary có 3 điều mà cô mong muốn các em thực hiện. Thứ nhất là cô muốn các em nói và hành động liên tục theo cô. Thứ hai là khi nói phải nói to, nói rõ để biết là mình sai ở đâu. Và cuối cùng rất là đơn giản, nếu như có mọi chi tiết thắc mắc thì hãy gửi đến ECE để nhận được sự hỗ trợ sớm nhất các em nhé. Về phần patterns, về phần mẫu câu thì sao? Cực kỳ đơn giản. Khi mà cô đặt câu hỏi, yêu cầu các em đặt câu trả lời. Và ngược lại, khi cô đặt câu trả lời thì yêu cầu các em hãy đặt câu hỏi. Hãy xem như là cô đang đứng đối diện với các em và các em đang thật sự tương tác với cô. Chữ F cuối cùng là một chữ F vô cùng quan trọng. Mà nếu như các em không thực hiện chữ F này thì mọi công sức của chúng ta đều đổ sông đổ bể hết. Đó chính là finish. Ngoài giờ học trên lớp, về nhà yêu cầu các em thực hiện đầy đủ các yêu cầu bài tập. Bài tập website, bài tập ghi âm cũng như là những bài tập mình tự luyện tập thêm. Có như vậy, khi chúng ta thực hiện đầy đủ 3 tiêu chí là focus, follow và finish thì hiển nhiên kết quả tốt sẽ tới là fluently, ai cũng mong muốn hết đúng không nào? Và bây giờ sẽ là phần cách học và những quy tắc chung của thầy Nathan và Sam. Now, we have 3 questions for you. Do you want to improve your speaking skills? Do you want to master your pronunciation? Do you really want to speak English fluently? Yes. So, there are 3 things you must do. 1. Focus. Focus on the lesson. During the lesson, no music, no Facebook, no Instagram. 2. Follow us. As we repeat, you must repeat. When we ask a question, you answer. If we ask you to speak with us, you gotta speak with us. The more you participate, the more you will get out of this course. And lastly, finish. Finish all the homework. Record the dialogue or monologue yourself and watch your speaking skills improve day by day. Remember, focus, follow, and finish. And you'll be on the path to speaking English fluently.